Quý vị và các bạn thân mến, năm 2019 là cột mốc đánh dấu chặng đường 20 năm tình nguyện mà bao lớp trẻ Bạc Liêu đã nỗ lực không mệt mỏi, cống hiến sức mình xây dựng quê hương. Tổng kết 20 năm chiến dịch thanh niên tình nguyện 2019, không chỉ đánh giá lại những công trình phần việc mà phong trào đã đóng góp xây dựng tỉnh nhà không ngừng phát triển, mà còn tôn vinh những điển hình tiên tiến có những thành tích nổi bật, và qua đó còn mở ra một giai đoạn mới để tuổi trẻ Bạc Liêu có nhiều cơ hội cống hiến và trưởng thành từ các phong trào mang tên tình nguyện. Tại buổi tổng kết 20 năm chiến dịch thanh niên tình nguyện giai đoạn 2000-2019, đã quy tụ các vị lãnh đạo nguyên là bí thư, phó bí thư tỉnh đoàn qua các thời kỳ về tham dự để cùng nhìn lại những thành quả của chặng đường 20 năm mà tuổi trẻ Bạc Liêu gặt hái được. Đây là cột mốc quan trọng đánh dấu sự trưởng thành lớn mạnh của chiến dịch thanh niên tình nguyện. Các hoạt động ngày càng phong phú và đa dạng, làm cho từng chiến dịch tình nguyện có nhiều bước chuyển mình, thay đổi phù hợp với điều kiện cụ thể của thanh niên và tình hình phát triển của tỉnh nhà. Phát biểu tổng kết 20 năm chiến dịch thanh niên tình nguyện, ông Ngô Vũ Thăng, bí thư tỉnh đoàn, cũng nhấn mạnh những kết quả mà phong trào tình nguyện đã đạt được. Trong đó nổi bật nhất là phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, phát triển đời sống kinh tế, văn hóa xã hội. Điển hình là đã tổ chức trên 3.500 buổi ra quân bảo vệ môi trường, mở trên 30.000 lớp xóa mù chữ, phổ cập giáo dục tiểu học, vận động xây dựng mới hơn 100 cây cầu giao thông nông thôn, sửa chữa trên 800 cây cầu, nâng cấp trên 300 mố cầu, trồng trên 2 triệu cây xanh, tặng gần 10.000 suất học bổng, phần quà, phương tiện đến trường, dụng cụ học tập cho học sinh sinh viên. Phát biểu tại buổi tổng kết, ông Dương Phương Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bạc Liêu, cũng biểu dương và đánh giá cao những kết quả của tuổi trẻ Bạc Liêu đã đạt được trong 20 năm qua. Trong 20 năm qua, chúng ta rất là nhiều các cái phong trào. Đó là thứ nhất, muốn nói là cái phong trào xóa cầu khỉ, rồi ánh sáng hè, văn hóa hè, rồi xóa mù chữ, chương trình trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, rồi tuổi trẻ chúng ta xây dựng nông thôn mới, văn minh đô thị, nhân dân. Nhiều cái phong trào chúng ta phải nói là rất là ấn tượng và đem lại cái hiệu quả thiết thực cho địa phương. Đặc biệt là cái phong trào tình nguyện bảo vệ môi trường, làm sạch cảnh quan nông thôn đô thị. Thì trong quá trình phát triển, đặc biệt là cái đặc điểm chung của phong trào là khởi xướng và khát khao làm như thế nào mà chúng ta góp một cái phần để giải quyết các vấn đề, cái gọi là bức xúc cũng như khó khăn tại cái thời điểm thực tế đó, tạo cho cộng đồng có những cái công trình, có những cái phần việc và có những cái kiến thức tốt nhằm góp phần phát triển kinh tế của địa phương. Và có thể khẳng định đó là cái lực lượng của chúng ta đã thắp lên cái ngọn lửa nhiệt huyết để cống hiến chung tay phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong thời gian qua. Chính vì vậy thì cái tình hình kinh tế xã hội của tỉnh ta trong 20 năm qua thì chúng ta thấy phát triển rất là lớn. Chiến dịch tình nguyện không chỉ để lại dấu ấn tốt đẹp trong lòng nhân dân, mà nó còn lan tỏa mạnh mẽ trong phong trào xây dựng nông thôn mới ở nhiều địa phương, phát huy được sức trẻ, sự cống hiến, sự trưởng thành của mỗi bạn trẻ qua từng phong trào. Đặc biệt là để lại những dấu ấn không thể nào phai trong lòng những thanh niên tình nguyện. Bởi có tham gia mới thấy được ở những vùng xa, vùng sâu trên địa bàn tỉnh, rất cần sức trẻ trong phong trào tình nguyện để cùng địa phương xây dựng nông thôn mới, chăm lo cho người nghèo. Từ đó, ở các cơ sở đoàn, từng bước tập hợp được đội ngũ thanh niên ưu tú, có bản lĩnh chính trị vững vàng, đầy nhiệt huyết, không ngại gian khó, sẵn sàng phấn đấu và cống hiến cho quê hương. Buổi tổng kết đã tôn vinh những tổ chức cá nhân tiêu biểu trong phong trào tình nguyện. Đã có 7 tập thể, 20 cá nhân tiêu biểu trong 20 năm thực hiện chiến dịch thanh niên tình nguyện. 5 tập thể, 10 cá nhân tiêu biểu trong chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2019. Và đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng bằng khen. Qua cái buổi lễ cũng được nghe các anh đi trước đã đánh giá lại những cái mặt đã làm được của chiến dịch trong 20 năm qua. Thì với vai trò là bí thư đoàn ở cơ sở thì bản thân cũng rất là vinh dự khi hôm nay được dự buổi lễ này để
thấy được cái những kết quả mà trong thời gian qua là thanh niên chúng ta đã làm được. Thì với góc độ là đoàn cơ sở xã thì bản thân cũng về sẽ đưa công tác đoàn ở xã nhà thì ngày càng phát triển hơn. Chúng tôi đã nghe những chia sẻ, những các hoạt động công tác phong trào từ khi mới bắt đầu được triển khai năm 2000 của các anh chị là nguyên là các cán bộ đoàn. Từ đó chúng ta thấy rằng những ngọn lửa công tác tình nguyện chúng ta đã được hun đúc, được tiếp nối, được lan tỏa đến thời điểm bây giờ. Và hòa chung cái không khí và cái sự ngọn lửa tình nguyện đó thì đối với đoàn trường Đại học Liêu chúng tôi thì xác định cái hoạt động nhiệm vụ công tác tình nguyện nó là một trong ba phong trào mà đã được Đại hội Đoàn Toàn quốc lần thứ 11 xác lập, đó là phong trào thanh niên tình nguyện với những cái gì công trình phần việc cụ thể mà chúng tôi mong muốn rằng là đóng góp đến cho quê hương đất nước, đặc biệt là những vùng còn khó khăn. Trong những tập thể điển hình tiêu biểu có nhiều thành tích trong phong trào tình nguyện 20 năm qua phải kể đến Thành đoàn thành phố Bạc Liêu. Với 10 đơn vị xã phường, mỗi năm Thành đoàn Bạc Liêu thực hiện rất nhiều công trình phần việc thiết thực, tạo sân chơi lành mạnh, thu hút thanh niên trên địa bàn tham gia và phát động nhiều phong trào cùng chính quyền địa phương xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu và đô thị văn minh. Phong trào thanh niên tình nguyện được đoàn viên thanh niên thành phố thực hiện xuyên suốt trong quá trình hoạt động của đoàn. Phong trào này thì được Ban Thường vụ Thành đoàn cụ thể hóa bằng những việc làm cụ thể như tình nguyện vì an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, tình nguyện bảo vệ môi trường, gắn với việc chăm lo giáo dục thiếu niên nhi đồng, chăm lo cho gia đình chính sách, sửa chữa lộ giao thông nông thôn và nhà ở cho người dân. Ngoài ra thì tổ chức đoàn còn tổ chức nhiều hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao. Đây là sân chơi, là nơi để thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên đến với tổ chức đoàn. Với những hoạt động trên thì đã làm lan tỏa được tính tình nguyện của tuổi trẻ. Nhờ với phương châm đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên, thì màu áo xanh thanh niên tình nguyện đã có mặt trên mọi nẻo đường. Với ngọn lửa nhiệt huyết của tuổi trẻ và xác định tình nguyện là hoạt động tự nguyện, không quản ngại khó khăn, không vì lợi ích của cá nhân mà là vì lợi ích của tập thể, của cộng đồng. Đặc biệt, mỗi phong trào lớn mà tỉnh đoàn phát động, Thành đoàn thành phố Bạc Liêu luôn hưởng ứng tích cực, nhiệt tình. Đặc biệt là phong trào đền ơn đáp nghĩa, chăm lo cho học sinh nghèo luôn được Thành đoàn quan tâm thực hiện quyết liệt. Nhiều cơ sở đoàn, xã, phường cùng tham gia đóng góp ngày công dọn dẹp vệ sinh các tuyến giao thông chính, thu gom rác thải tuyến đê biển, trồng rừng phòng hộ, làm lộ, sửa chữa cầu đường. Qua những công trình phần việc, không những là bài học tự rèn để các bạn trẻ trưởng thành hơn trong từng phong trào, mà các bạn còn tự hào đã đóng góp một phần sức của mình trong công cuộc xây dựng quê hương tươi đẹp hơn. Trong thời gian qua thì cũng tham gia với đoàn phường, đoàn cấp trên, thì tham gia một số như là đảm bảo an toàn giao thông, đảm bảo an sinh xã hội, rồi đảm bảo giao thông thì đứng ở các chốt đèn giao thông để mục đích tuyên truyền đến người dân và đoàn viên thanh niên khi tham gia đúng luật về giao thông, đảm bảo an sinh xã hội như là đảm bảo về Tết Trung Thu thì chúng ta hỗ trợ về tập sách để các khu chơi để đảm bảo em có một cái Trung Thu vui vẻ, rồi hỗ trợ về tinh thần cho hộ dân nghèo như là người dân, hỗ trợ về gạo. Ngoài đóng góp ngày công thực hiện những công trình mang tên tình nguyện, các bạn trẻ còn là những tuyên truyền viên vận động người dân chấp hành các quy định của pháp luật, vận động bạn trẻ sống tốt, sống có ích cho xã hội. Trong đó, các bạn còn chủ động vận động nhiều nguồn lực để cùng chăm lo cho người nghèo, người khó khăn trên địa bàn. Chăm lo cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn được đầy đủ tập sách, vui bước đến trường đầu năm học mới. Là đoàn viên khi được tham gia cái tổ chức đoàn của đoàn phường Nhà Mát thì là một bạn đoàn viên tình nguyện thì cảm giác bản thân mình rất là thấy rất là vui vẻ và hạnh phúc, được cống hiến hết cái nhiệt huyết của mình vào cái công tác đoàn cũng như là đoàn phường Nhà Mát, thì đã được tham gia vào các mô hình của hoạt động của đoàn phường Nhà Mát như là tổ tín dụng thanh niên, nuôi hình nuôi trồng thủy hải sản, mà đặc biệt hết là đoàn phường Nhà Mát vừa qua đã tổ chức mở một cái lớp là kèm cặp học sinh trung bình yếu kém. Vừa qua thì cũng tham gia cùng với đoàn phường Nhà Mát đã vận động các mạnh thường quân hỗ trợ được 9 căn nhà đang rất là khó khăn. Thì mỗi căn nhà hỗ trợ là 21 triệu, tổng trị giá là 189 triệu đồng. Vận động các mạnh thường quân, các đơn vị đóng quân ở trên địa bàn, các bạn đoàn viên, thanh niên cùng nhau chung tay góp sức để hỗ trợ học bổng cho các em. Thì hiện nay cái quỹ hỗ trợ học bổng của các em của đoàn phường Nhà Mát thì gồm có 73 em, thì tổng giá trị là 125 triệu đồng.
Thì đối với là một đoàn viên khi được tham gia các mô hình của đoàn phường Nhà Mát thì đã được giúp đỡ các em học sinh cũng như là hỗ trợ các người dân, và cũng mong muốn sắp tới cũng sẽ tham gia nhiều cái hoạt động mô hình giúp ích cho các em nhiều hơn. Chính những hoạt động thiết thực mà tuổi trẻ thành phố Bạc Liêu đã thực hiện đã góp phần không nhỏ nâng cao kết quả của phong trào tình nguyện trong thời gian qua. Bên cạnh những tập thể tiêu biểu trong phong trào, còn có những cá nhân điển hình có nhiều đóng góp trong các hoạt động, là hạt nhân trong phong trào tình nguyện. Anh Đặng Thiện Quỳnh, Phó Bí thư Đoàn Cơ sở Trường Đại học Bạc Liêu, Chủ tịch Hội sinh viên Trường Đại học Bạc Liêu, cũng vừa vinh dự được Ủy ban dân tỉnh tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong 20 năm thực hiện chiến dịch thanh niên tình nguyện hè. Trao đổi với anh Quỳnh, anh còn khiêm tốn cho rằng, trong thời gian hoạt động đoàn, thật sự có rất nhiều đoàn viên ưu tú khác xuất sắc hơn mình. Nhưng để thực hiện được phong trào mùa hè xanh hiệu quả, thu hút được thanh niên trường nhiệt huyết tham gia, đó còn là công lao rất lớn của tập thể ban chấp hành đoàn trường. Thì trong thời gian công tác như làm công việc của đoàn, của hội, thì bản thân mình luôn có tâm huyết là mặc dù cuộc sống xã hội ngày nay có nhiều sự phát triển, nhưng ở đâu đó vẫn có những cái hoàn cảnh khó khăn, có những cái trường hợp cần được giúp đỡ, cũng như có những địa phương cũng đang cần sự chung tay của tuổi trẻ để đóng góp vào công cuộc phát triển ở tại địa phương đó. Do đó thì trong thời gian sinh hoạt cùng các bạn, thì cùng các đồng chí tại trường Đại học Bạc Liêu, thì tôi cũng cùng một số đồng chí trong ban thường vụ đoàn trường triển khai thực hiện các phong trào tình nguyện, đồng hành cùng lực lượng thanh niên đồng viên để các bạn có môi trường rèn luyện, các bạn có môi trường để các bạn thể hiện cái sự nhiệt huyết của tuổi trẻ, các bạn có môi trường để đóng góp cái trình độ chuyên môn của các bạn khi được đào tạo tại trường, và đóng góp sức trẻ của các bạn vào công cuộc xây dựng quê hương bằng những cái hoạt động tình nguyện. Đặc biệt trong những năm qua, khi mùa hè xanh dậy gọi, Đoàn Cơ sở Trường Đại học Bạc Liêu đã huy động từ 200 đến 300 bạn trẻ tham gia chiến dịch, mang sức trẻ, mang những hiểu biết trên ghế nhà trường đến những vùng sâu, vùng xa, phục vụ người dân, và bản thân thanh niên còn có những trải nghiệm thực tế và trưởng thành hơn trong từng chiến dịch. Để các bạn trẻ tự nguyện tham gia chiến dịch, thì không riêng ban chấp hành đoàn trường mà bản thân anh Quỳnh cũng chủ động vận động nhiều nguồn lực để hỗ trợ thanh niên trong chiến dịch mùa hè xanh mỗi năm. Để đạt được cái thành tích như hôm nay thì kinh nghiệm thì mình cũng xin chia sẻ một vài ý kiến nhỏ thôi. Thứ nhất là để cho công tác tình nguyện nó được hiệu quả, mình phải tranh thủ sự ủng hộ chỉ đạo của đảng ủy, ban giám hiệu, các chỉ đạo của đoàn cấp trên, hội cấp trên để mình triển khai đến từng đoàn viên thanh niên để các bạn hiểu được mục đích ý nghĩa của công việc tình nguyện, của công việc chung tay vì cuộc sống để các bạn có thể cùng mình tham gia thực hiện. Thứ hai nữa là mình phải phối hợp với nhiều đơn vị để cùng thực hiện, chứ bản thân tổ chức đoàn thì cũng khó có thể làm được những cái việc đó. Mình tranh thủ phối hợp, mình vận động các mạnh thường quân, các nhà tài trợ, vận động các bạn sinh viên, ngay cả vận động những chiến sĩ tham gia tình nguyện cùng đóng góp để cho chiến dịch, cái hoạt động tình nguyện mình nó được hiệu quả. Bằng nhiệt huyết của tuổi trẻ và với tinh thần đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên, tuổi trẻ Bạc Liêu không ngừng cống hiến và trưởng thành qua các phong trào mang tên tình nguyện. Tổng kết 20 năm chiến dịch thanh niên tình nguyện giai đoạn 2000-2019 vừa khép lại một chặng đường cống hiến trưởng thành của tuổi trẻ Bạc Liêu trong 20 năm qua, vừa mở ra một giai đoạn mới, giai đoạn mà tuổi trẻ tỉnh nhà cần ra sức hơn nữa để mang tinh thần và nhiệt huyết của tuổi trẻ không ngừng cống hiến xây dựng quê hương Bạc Liêu thêm giàu đẹp.